Đặc biệt á, là khoảng chống rung của con này rất là ngon, với hai mode chống rung là Ultra Steady và Ultra Steady Pro, như kiểu giống như là Pro của Pro Layer ấy các bạn. Thì mình chạy di chuyển các thứ vô cùng là thoải mái, nhưng video lại thực sự rất là smooth. Và đây là điểm mình rất thích về khả năng quay phim của con này. Đặc biệt nếu các bạn chụp ảnh selfie trong điều kiện đời đủ sáng thì chất lượng, chi tiết, hình ảnh, màu da được tái tạo cực kỳ tốt. Và Oppo thật sự luôn làm rất tốt trong việc sót khuyết điểm này, tạo ra một tông da sáng và cực kỳ hợp mắt với người Á Đông. Ngoài ra nữa, cái điểm cộng rất lớn của camera selfie này nếu so với những cái camera selfie tốt khác mình từng trải nghiệm qua chính là chế độ HDR. Nó hoạt động cả với camera selfie luôn, nên là nếu các bạn có selfie điều kiện hơi ngược sáng và khung cảnh nó hơi bị sáng một chút thì cái camera này cũng tối ưu rất là tốt. Còn về vấn đề chơi game á, thì thực tế là với tựa game mình dành phần lớn thời gian để chơi trên chiếc máy này là Call of Duty Mobile. Với mức thiết lập max setting mà máy cho phép thì mình chơi rất là mượt mà, duy trì tốt ở mức FPS cao, không gặp bất cứ hiện tượng giật lag nào như là drop FPS khi là mình sấy đạn này, hay là các tình huống sáp lắc cà, trườn quỳ bò lại các kiểu con gà thì đều đáp ứng rất là tốt. Like we do it, like we do it.